Lưu Diệc Phi, Hồ Ca bí mật kết hôn, Cbiz có thêm cặp đôi quyền lực hạng A. Mới đây, trên mạng xã hội Weibo xôn xao trước thông tin liên quan tới cặp đôi Hồ Ca và Lưu Diệc Phi. Cụ thể, một netizen tiết lộ rằng bạn của họ, vốn là người làm trong một công ty truyền thông, vừa mới nhận được văn bản thông cáo báo chí tuyên truyền và cho biết Hồ Ca và Lưu Diệc Phi yêu nhau, thậm chí cặp đôi đã bí mật kết hôn. Nguồn tin cho biết, cả hai đã bí mật đi đăng ký kết hôn từ năm 2020. Tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên cặp đôi chưa thông báo tin vui vội, e ngại việc chiếm sự quan tâm quá lớn từ phía công chúng. Trên Weibo, dòng hashtag Hồ Ca Lưu Diệc Phi đang được lượt truy cập và bài viết tăng đột biến. Netizen xứ Trung đều đang bàn tán sôi nổi và chờ đợi hai nhân vật chính lên tiếng. Trên thực tế, cả hai nhiều lần bị đồn thổi đã kết hôn, song chưa bao giờ phản hồi truyền thông về tin tức này. Hồ Ca và Lưu Diệc Phi từng hợp tác chung với nhau trong bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Tình cảm của cả hai đều vô cùng thân thiết, tuy nhiên, sau bao nhiêu năm với nhiều thông tin về các diễn viên trong phim lần lượt lên xe hoa, cả hai vẫn chăn đơn gối chiếc. Chính vì lẽ đó, nhiều fan đã nhiệt tình ủng hộ Lưu Diệc Phi và Hồ Ca đến với nhau. Ở làng giải trí Hoa ngữ có một thông lệ, đó là cứ ai kết hôn thì người bị gọi hồn đầu tiên chính là Hồ Ca. Từ đám cưới của Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như, Viên Hoàng, Trương Hâm Nghệ, Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, đến mới đây là Đường Yên, La Tấn, cái tên Hồ Ca lại bị lôi ra hỏi han. Lý do là vì đồng nghiệp lần lượt hẹn hò rồi đám cưới mà nam tài tử vẫn bình chân như vậy. Cư dân mạng còn phát hiện ra rằng trong dàn sao tham gia series Tiên Kiếm Kỳ Hiệp năm xưa, hầu hết các ngôi sao đã thành gia lập thất, chỉ còn anh và Lưu Diệc Phi vẫn xứng danh hiệu ế bền vững. Đầu tiên phải kể đến Dương Mịch, người đẹp từng vào vai Tuyết Kiến trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Trong phim, Hồ Ca và nữ diễn viên đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Sự kết hợp ăn ý của họ còn làm dấy lên tin đồn cả hai đang hẹn hò. Tuy nhiên, Hồ Ca và Dương Mịch chưa từng thừa nhận mối quan hệ này. Trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Lưu Thi Thi vào vai Long Quỳ, muội muội của Long Dương, Hồ Ca. Dù trong phim cả hai không có cảnh tình cảm nhưng nhiều khán giả vẫn gắn ghép họ với nhau. Năm 2014, Lưu Thi Thi và Hồ Ca từng làm thỏa lòng mong đợi của các fan khi hợp tác trong dự án Phong Trung Kỳ Duyên. Tình yêu của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long là một trong những câu chuyện được chú ý nhất làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai phim giả tình thật khi đóng chung dự án phim nổi tiếng Bộ Bộ Kinh Tâm. Đến đầu năm 2015, cặp tình nhân đã về chung một cưới xa hoa được tổ chức ở Bali. Tiếp đến là Hoắc Kiến Hoa, Mỹ Nam vào vai Từ Trường Khanh trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Từ sau tác phẩm này, nam diễn viên và Hồ Ca đã trở thành bạn tốt của nhau. Có thời gian, các hủ nữ còn nhiệt tình ship hai người họ với nhau. Năm 2006, nhờ hợp tác cùng nhau trong bộ phim Tàu Điện Ngầm mà Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trở thành những người bạn thân thiết. Sau 10 năm làm bạn, cả hai đã khiến showbiz Hoa ngữ bất ngờ khi công khai yêu nhau và có cái kết viên mãn bằng một đám cưới hoành tráng. An Dĩ Hiên là mỹ nhân từng đóng cặp với Hồ Ca trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp năm 2005. Trong phim, cả hai đã có một mối tình đẹp nhưng đầy nước mắt. Đó cũng là dự án duy nhất mà cặp đôi hợp tác. Năm 2017, An Dĩ Hiên và CEO bất động sản người Macau Trần Vinh Luyện chính thức kết hôn. Đám cưới được diễn ra bên bờ biển Hawaii với không gian sang trọng, tinh tế. Hôn lễ của An Dĩ Hiên cũng được coi là hôn lễ tốn kém nhất năm 2017 của showbiz Hoa ngữ. Vai diễn Tử Huyên trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 đã giúp Đường Yên được khán giả đón nhận. Trong phim này, người đẹp và Hồ Ca ít có cảnh quay chung với nhau bởi nhân vật của cô yêu Từ Trường Khanh, Hoắc Kiến Hoa. Sau 2 năm bên nhau, Đường Yên và La Tấn đã nên duyên vợ chồng bằng một đám cưới lãng mạn ở Viên, Áo. Cặp đôi từng có quãng thời gian tìm hiểu, hẹn hò trước khi công bố tình cảm với khán giả vào tháng 12 năm 2016. Đây là cũng một trong những cặp đôi bền vững, không mấy thị phi của showbiz xứ Trung. Rất may, Lưu Diệc Phi, nàng Triệu Linh Nhi từng sánh đôi bên Tiêu Dao, Hồ Ca, năm nào vẫn chưa kết hôn. Sau chuyện tình đổ vỡ với Song Seung Hun, người đẹp vẫn đi về lẻ bóng và dành hết thời gian cho công việc. Thế nên nhiều fan đã trấn an Hồ Ca không cần phải vội khi thấy bạn diễn của mình kết hôn gần hết. Bởi sau tất cả vẫn có Lưu Diệc Phi ế bền vững cùng anh.